Hả? Bài khác hả? Chỉ sợ là mình không thích thôi, chứ còn mình đã thích rồi thì cái gì cũng được hết Tuấn. À, mình đã thích rồi thì cũng thoải mái. Thoải mái hả? Lưỡi bến luôn ha. Bây giờ bài gì nhỉ? Bài gì nhỉ? No, ước gì là khán giả sẽ hát được hết. Đúng rồi. À, có nghĩa là đang thèm hát ở dưới. Bài gì? Tôi nghĩ là cái bài nào mà nó khó hơn chút xíu đi. À. Ok. À, đi Tuấn nhảy. Mình sẽ vô cái đoạn điệp khúc, mình chỉ cần hát hai lần điệp khúc là được rồi. Người, nó hơi thấp không ta? Thôi cũng được. Người hãy quên em đi. Okay, bây giờ vì Tuấn đi, Tuấn hát về thì Tâm sẽ hát cho Tuấn. Rồi, thôi chúng ta cũng phải hát cái bài đó.